Rồi, Thiện Tiên xin chào quý bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Thiện Tiên. Thì bất ngờ là bây giờ là em siêu hổ mi đó. Trời ơi, coi kìa, bây giờ là có cái thùng nước xô kế bên luôn cô chú chị ơi. Dây đi đâu rồi? Đi ra ngoài lấy cái gì nữa rồi? Thôi nè, bữa thì em nói để chào mà em chưa có nhiều cái rảnh cái quên đó. Chứ còn cái hồi nhớ là cái lúc mà không có rảnh đó. Ừ, bà lấy cái ca luôn kìa. Chết rồi. Em trà rồi đi rồi bệnh sao? Mưa mà. Mưa mày ơi. Mưa mình mới đỡ mình trà. Rồi đó. Rồi trà đi em. Trà đi. Trà đi. Rồi kiểu này con xa mà trà. Cái đồ con gái trà thì sao ta? Bây giờ chơi vô cho biết miếng trà đi. Rồi thôi, chúc em làm việc vui vẻ nha. Ơi, có bằng chải mà mi. Ơi, cái này nó mới ra bằng chải không nè. Phải không? Cái này ra là, hả? Cái này là bỏ nghe mình nói trà hôm qua mà mình không trà nên mới bỏ trà nè. Cái đứa lên khỏi lâu lắm rồi đó. Thì bữa hôm chị cũng nghe mấy ngày rồi đó. Chắc tuần hay tuần rồi. Mà cái em nói ra nhưng mà điều mình chưa có cái hồi nhớ thì lúc đó nó không có rảnh. Cái tới hồi mà lúc không nhớ thì nói chung là luôn rồi đó. Cái này là dự định lâu rồi. À, em vô mặc áo mưa để em chào mi. Mặc áo mưa đi mi. Không ướt đâu, mình nên em ngồi gọn hơn à. Nhưng mà ướt đít đó. Lúc mình cũng về nhà bắt. Ồ. À, bữa nay mưa nè, nên là mình chà luôn cho nước mưa nó trôi luôn. Phải không? Ờ, khỏi xách nước nữa chứ. Chứ để ngay cửa ở ngoài cái giả vô đông lông không theo luôn như chạy mà anh yêu anh chịu thường chết thì được đi. Ủa mi cái giò em sao bầm tím ngay đó hả mi? Thấy hả? Ờ sáng dọn dẹp vệ sinh bị dính mất lông á. Ờ gọi làm tưởng đâu là bầm tím nhưng bị cái gà xích thuốc hả? Không, ý là nhiều khi mình bị cái trúng cái gì đó mình bầm xong cái gần hết là nó bị chuyển qua màu xanh. Thì đó. Máy nó hút vô tay. Trời mưa mà kinh nó vẫn hét, nó không có ngừng được. Để hồi nữa tới giờ cái bảo vệ vô nó đuổi cho mình đâu có làm được. Ừ, anh tranh thủ phải không? Hồi nãy là trời mưa là cô chú anh chị biết ăn mi làm gì bên cái chòi đó không? À. Thấy chó phút mưa lạnh quá lau cho sạch lông. Cho khô lông mấy con chó, có con chó mà nó chó cục đuôi màu vàng của chú anh chị. Rồi giờ cái lau xong rồi tưởng đâu đi qua đây là dọn dẹp hay làm gì. Giờ qua đây thấy đang trà cái mấy cái mấy cái chậu lông lăng quy phụng của chú Vũ Linh đốt hả gì anh? Đúng có đốt nha. Bây giờ mình nếu mà tầm 20 phút nữa mà vẫn còn mưa là mình đem đèn qua kia mình châm dầu luôn. Ơi bữa nay mình lấy ra mình xịt đi. À, xịt sấm sét đi. Sấm sét. Sét nghĩ chắc trời mưa trời khô đi thì xịt. Có. Nó có xét đâu. Bữa anh xịt á lần nay đâu có xét nữa đâu. Nhưng mà mình xịt đi. Trời ơi không xét xịt gì. Nhưng mà mình xịt đi nữa chứ. Chẳng phải chỉ riêng mình không hổ gì người đó cũng có hàng liền của bây giờ em mi là đem trà này coi chú anh chị ơi. Ước mi ơi trời ơi. Chết đâu rồi. Cái lưng dài quá trời dài rồi. Tặng mưa rồi, ổng thấy cảm động không? Ổng thấy cảm động tặng mưa rồi. Vậy. Bây giờ em lỡ ướt rồi em cầm điện thoại đi anh trà cho. Bây giờ vậy nè, còn cắp. Anh lấy cái cây em gắn vô đi. Chứ anh để đây cái em cầm cái dù về là anh trà phụ mới được, đúng không? Để anh trà phụ cho. Thì đúng rồi.
đi đường gần mà kéo qua này để lạnh đó. Em chưa có chồng có con nữa, em phải giữ gìn sức khỏe nha. Thôi đi nha, bớt đem cái sự ế của em ra. Đi tới đâu là ra hồng nhỏ ế tới đó à. Ông ơi, không phải rau mà đều dạng như à. Muốn bây giờ nhỏ luôn á mà nhỏ còn chưa được ai gọi điện mà nói là giờ muốn bé siêu mẫu cho số điện thoại nữa. Tại không đi dỗ nữa hả? Tại đang mua mà. Tại không muốn thôi. Tại không muốn thôi. Mẫu bỏ vô đi mẫu. Thôi giờ trời mưa rồi vô bốn giờ mấy rồi cũng vậy. Trời đang mưa rất là to luôn. Kiểu này là trời mưa. Đó thì bây giờ các anh em sẽ tiếp sức động lực cho mấy nha. Bây giờ là 15 mét gắn cái cây vô rồi nè. À, là hỗ trợ tới bến luôn nha. Cao lên để cho cao lên rồi em đứng nó được. Cao lên đúng không? Ờ, nó cao lên đi anh. Bây giờ có chuyện nào ấy không? Nghe kìa. Mình ngủ đi. Có con có đâu cha đâu. Luôn ra phía sau. Con lấy con miếng à. Bảo lại còn không á? Còn cái mặt chạy. Bữa nay chơi hết mình với My luôn nè. Rồi. Để lén ở giữa nè, để thấy được hai bên anh trà luôn. Rồi ngửa nó lên. Đó, vậy nha. Rồi anh đi ra lấy bằng chải đi, rồi được rồi đó. Bằng của anh đâu? Anh đâu? Đây. Tỏi đi anh. Có che kiểu gì mà nhỉ bập bập con à. Bây giờ mình em là quay tới ba máy luôn cô chú anh chị ơi. Công nhận trời mưa. Ờ rồi cái gì vậy? Mọi người ơi nhìn em nè, em quyền lực nè, phụ nữ quyền lực nè. Một mình ba máy, ba kênh. Đây luôn mình chạy đây. Anh Minh để cái vỏ lần trước để không ướt. Nó đang ướt rồi đó. Trời đang mưa cũng đỡ ha. Chà mình khỏi rửa luôn. Thủy My nói vậy đó, nói đang mưa nè, cho mưa cái trôi luôn, khỏi rửa. Khỏi sắc nước. Cố lên anh em ơi. Cố lên. Ai mình hôm nay trời mưa ta dám đưa em về. Ừ, đưa ai về vậy? Ơi con chó vô kìa My ơi. My mới lau sạch cho con chó này cho nó khô lông bây giờ nó vô nữa nè coi chú anh vậy. Cái gì vậy? Ở thấy trùng nó chạy. Cái này là mới nhiều nè. Chậu này mới giữ à. Giữ rồi mà giữ, chứ mà hèn mà giữ. Chậu này nó bán mới nhiều rồi. Quá trời quá đất rồi. Nhớ tại sao bông hai đường đi cho nó sạch nha. Để ông nhiều khi mấy cô chú già đi lớn tuổi đó đi vô giếng là đường cho trơn à. Cầm nhau nè cho biết nè. Đi hết rồi.
My nó làm nguồn cảm hứng cho mấy anh em là bây giờ ai cũng trà cửa luôn rồi nè. Ở cái này mình giống mình đang làm mới lại ha anh. À, tăng trang rồi lại ha, sạch sẽ ha. Giờ hiện đi không có làm được, không phải làm biến đâu nha, mà tại đen đen mất che che dù làm caramel cho ba kênh nha cô chú anh chị ơi. Biến lắm mà coi. Đâu chết được. Biến lắm. Mất quay điện thoại không? Anh nói là hơn nữa em cho điện thoại anh tắm mưa luôn á. Không ra anh. Màu trắng thì nó đẹp nhưng mà nó dễ dơ ha. Mà dơ rồi cũng khó ra. Này mau chiều mình kêu anh Toàn tỉa sơ cái cây này quá. Cho nó sạch ra. Trống cái đường vô. Vô chăm dầu. Tự nhiên hỏi em tới chưa mi. Té học gạch luôn. Té học gạch. Ơi ơi. Hiểu rồi đó nha. Nói gì thì nói nha. Bằng chứng được ghi lại nha. Giờ sao? Đứng rồi. Đứng đâu mà đứng. Nè. Vậy mau đứng á. Nãy em mau đứng luôn á, em còn thấy mà. Em nhìn mà. Cái em tính ghẹo anh. Anh Minh ơi, điện thoại anh nó tắt, em tính ghẹo vậy luôn, nhưng mà em không có ghẹo thiệt luôn, tính nói vậy đó. Giờ mở ra coi coi, đứng vô được bao lâu. Nãy vẫn còn quay mà. Còn bao lâu ha. Nãy nhìn nhìn sợ. Nhiều lắm mà. Nhiều, có nhiều mà. Ừ.
cái anh coi bao nhiêu rồi. Hồi nãy giờ là mấy anh em mà thấy cái mi là xử lý cái bọn công mà nó dám đóng tầm bậy tầm bạ ha, mấy anh em vô hỗ trợ luôn. Tạt cho sạch để không à. Khán giả đồ vô đâu có biết đâu, đi cẩn thận. Đó rồi, tới đây cái video của Hiền Tiên xin kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha.